Tôi xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá từ mọi tổ quốc. Hôm nay tụi mình một clip gồm 23.000 câu nha anh em. Thì 23.000 câu này, 23.000 câu chia anh em lưu ra, hàng là hàng hai khúc nha anh em, đa phần là hàng hai khúc, chỉ có một cây, một là cây cứng là hàng ba khúc thôi, đa phần cần còn lại cứng khoảng MH. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nè, lỗi mà không clip lên đó, anh em sẽ đăng lại. Rồi cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây Ken Ocean. Thì cái kênh này là một cây kênh Penguin đó, hàng chia cho anh em đi lua đánh lóc đánh chẹm à, câu tra chép thoải mái nha mọi người đó. Thì cái kênh này là một cây kênh 2m4 thôi nha anh em, 2m4. Còn clip trước thì em cũng có lên một cây kênh là 2m23 nha. Cây này thì xấu hơn tí. Thì đây anh em đó, phen Fusigon nha anh em, đề 330. Thì đây anh em, phen nó có bị muối ăn một tí nha, nó rỉ như thế này nè. Đó, thấy không? Đó. Cây này thì qua sử dụng rồi, ngoại hình nó có ngoại hình thì ok, nhưng fan nó hình bị rỉ thế này đây. Đó. Cần sao thì báo anh em vậy, không phải bị rỉ mà nó dính cái xi anh em. Giờ anh em chịu khó lau chùi lại giúp em là ok. Đó. Đẹp đẽ sạch sẽ nha mọi người. Ừ. Ngoại hình thì không có chày gì nhiều hết, đó, rất là đẹp luôn. Chỉ có mấy cái bộ fan đó thôi. Thì cần cũng mới về, em không vệ sinh luôn. Đó. Thì cái này 2m4 nha anh em, 2m4, độ cứng cái này ra tầm khoảng MH nha. Thì cái này nặng là 300g, đọt 2.3L, giá công khai cây số 1, giá là 1.7 triệu cộng ship nha. Phen gold, bass là bass thẳng, bass ken, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người một cây cần Ruby, cây cần của Suyumi. Thì cái này một cây cần Suyumi, hàng 3m3 nha anh em, dài 3m3, độ cứng L. Thì cái này là một cây cần 3 khúc. Dạng hàng này chưa qua sử dụng nha anh em, nó còn túi hộp sách luôn. Đó. Đây anh em. Thì cái này nặng là 270g, đọt là 1.8L, gốc là 15. Thì cái này nó lua ra tầm khoảng 5 đến 20g thôi nha anh em, từ 5 đến 20g. Thì độ cứng này thì chiên cho anh em lua gần. Đó, anh em có thể lấy đi câu chép. Rất cảm giác luôn. Giá nó bán công khai tại Nhật, nó bán ra tầm khoảng 21.000 yên, đâu gói ra tầm khoảng 4.5 triệu, 5 triệu Việt Nam nhé. Đây mọi người, đây cây số 15 đó. Đây miếng bao ni lông ở đây nó vẫn còn đó mọi người đó, rất là mới luôn. Fan là fan Fuji lõi xám đây, đó fan Fuji lõi xám, bát là bát Fuji đó, còn rất là mới nha anh em đó. Như cái này chưa qua sử dụng luôn á. Bu là bu ship nè, bu ship thì ngoại hình ok đó, Suyumi. Hàng cái này hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nhé, rất là đẹp luôn. Rồi giá công khai cây số 2, giá công khai là 1.5 triệu nha anh em, 1.5 triệu cây số 2, độ cứng chỉ có L thôi nha anh em. Đó, tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cần của Smith mọi người, hàng Smith. Thì Smith là một thương hiệu nội địa mọi người. Đó, thì cái này dài 3m, độ cứng thì nó tải mọi lua từ 10 đến 40g, độ cứng ra tầm khoảng M nha mọi người, độ cứng tầm khoảng M thôi. Cái này số 1 bộ phen là bộ phen ship nha anh em, bộ phen ship. Ngoại hình nó thì sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Đó, foil carbon. Đây nè, đó, phen lên nè. Phen ship nha, rất là bóng luôn. Bass Smith Fuji. Đó, Bass Smith Fuji. Rất là ok nha anh em, foil ok. Cái foil này là một cái foil cần dịu nha mọi người. Đó, cái này thì chiên cho anh em Logan này. À, Logan câu câu chép hoặc dịch vụ á, rất là ok luôn. Đó. Mình test đọc cho anh em xem. Anh em có thể câu dạng câu câu lóc dạng đánh mồi giả mọi người. Đó, rất là ok luôn. Thì cái này nặng là 215g, đọt 2 ly. Cái này tải mồi từ 10 đến 40g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Giá công khai cây số 3, giá là 2 triệu 2 nha mọi người, 2 triệu 2 cây số 3, dài 3m nha. Cái này đánh lóc cũng rất là ổn áp nha mọi người. Đó, đây test độ cong. Tiếp theo cây số 4 nha em. Rồi cây số 4 em lên cho mọi người là một cây Smith. Thì cây này khách gửi em thanh lý. Đó, đây anh em. Đó, thì cây này đã được khách em đi keo lại nha em, đi keo đi chỉ lại đây. Đó, keo chỉ nó đây. Thì địa chỉ keo lại rất là đẹp nha mọi người. Bass là bass Fuji Smith.
fan là fan full synthesis nha anh em. Thì cái này dài 3m3, độ cứng là độ cứng H. Thì cái này tải mồi từ 18 đến 60 gram nha anh em, tải dây từ 10 đến 30 lb. Submit nha anh em, nội địa. Đây nè, fan đề 3 đây. Đó, fan này đề 340 nha anh em, fan đề 340. Full synthesis nha. Bullshit mồi chày. Đó. Hàng rất là ok luôn. Carbon sẵn nha mọi người. Rồi hình tương đối sạch sẽ nha anh em. Đó. Cái này về anh em chịu có về lấy xô ông sạc được, cái mút này là đẹp đẽ liền. Đó, đây. Hàng sao thêm bởi vậy. Chưa làm gì hết. Đi keo spa lợi thôi. Đó, khách bảo vậy. Thì cái này nặng là 305 g, đọt là 2.5 ly, dài 3m3, tải mồi từ 18 đến 60 g, tải dây từ 10 đến 30 lb. Rồi, giá công khai cây số 4 giá là 2.2 triệu nha anh em, 2.2 triệu cây số 4 bằng với cây số 3 luôn. Mà cái này cứng hắc này đánh lóc ok. Đây, test đọt cho anh em xem nhé. Rồi, tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần của Abu. Đó, một cây cần Abu nha anh em. Thì chất liệu carbon sẵn nè, anh em có thấy rất là ok nha. Ổn map luôn ạ. Fan là fan full synthesis nè, fan là fan full synthesis, bubu synthesis mà trời. Đó, sẵn tới ngọn nha. Rất là ok luôn. Thì cây này dài 2m4, độ cứng L thôi nha anh em, độ cứng L. Thì độ cứng này chỉnh cho anh em câu chẽm, câu chép, câu nhái hơi. Đánh màu giả. Thì cái này tải mồi từ 5 đến 21 g, tải dây từ 6 đến 12 lb. Carbon sẵn, fan là fan sheet, bass là bass gold, Japan. Rất là đẹp luôn. Fan đó đây. Ok nha anh em. Thì cái này nặng 135 g, đọt 1.7 ly. Giá công khai cây số 5, giá là 2 triệu gửi nha mọi người, 2 triệu gửi cây số 5. Tiếp theo lên mọi người, tiếp theo cây số 6 nha anh em. Thì cái số 6 em lên cho mọi người một cây hàng của nội địa Nhật nha anh em. Đó. Một cây hàng nội địa. Thì cây này là một cây hàng tem riêu. Đây anh em. Hàng tem riêu đời cao. Đây, tem riêu hàng mới Mercedes-Benz. Đó. Rất là ok nha mọi người. Cây này là rất là chắc luôn. Đó. Fan là fan sheet nha mọi người, fan sheet. Đây, cán đít cần rất là đẹp luôn. Ngoại hình cây này nó gơ đâu đó tầm khoảng 95% nha anh em, rất là ok luôn á. Đây, mã có ít của nó vẫn còn luôn. Đó. Thì cái này dài là 2m58 nha anh em, dài 2m58. Phôi phôi carbon, đó, phôi nội địa. Fan là fan sheet nha, fan sheet đây. Đó, fan dẫn nó không cũng rất là bự nha mọi người. Đây là fan dẫn nè. Đó, fan đề 3 đây. Đó, fan chân cao nha anh em. Bùn bùn chống sắn. Ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ rồi đó. Không lỗi lầm gì hết nha. Keo chỉ thì nguyên zin, cây nào đi keo lại thì em bảo với anh em đi keo lại đó. Rất là đẹp luôn. Thì cây tem riêu này là một cây cần dài 2m58, nặng là 175 g, đọt là 1.8 ly. Thì cái này nó tải mồi từ 12 đến 35 gram. Độ cứng cái này tương đương với ML nha anh em. Độ cứng ML. Độ cứng này chuẩn cho anh em lùa chẽm lùa lóc. Đó, lùa lóc dạng mồi giả thôi anh em đánh giá thiệt á, rất là ok luôn. Thì tải dây từ 8 đến 16 lb. Giá công khai cây số 6, giá là 2 triệu 5 nha anh em. 2 triệu 5 cây số 6, một cây hàng nội địa. Tiếp theo là cây số 7. Thì cái số 7 lên cho mọi người vẫn là một cây hàng nội địa nha mọi người. Đó, một cây hàng nội địa. Thì số 7 là một cây hàng nội địa, hàng của hãng Đeo. Đó. Thì anh em câu thì anh biết dây Đeo cũng rất là nổi tiếng luôn. Đó. Bass là bass Fuji tem vàng. Phôi phôi carbon sẵn nè. Đó. Đây anh em. Hàng Đeo nha anh em, hàng Đeo nội địa nha mọi người. Đó. Thì cái này dài là 2m7 nha anh em, dài 2m7. Đó. Độ cứng M. Thì độ cứng M này, độ cứng là tương đối cũng rất là cứng rồi. Đó. Tương đối cứng. Thì độ cứng M anh em có thể cột lóc. Đánh giá thiệt là thoải mái.
dạng bung mo chè anh em, bung mo chè hay là đĩa đó, bung rất là dày luôn nhá, bánh dày cũng rất là êm luôn, phen thì phen chà bá luôn đó. Nè, phen Fuji nha, đây đóng chữ Fuji dưới đây đó. Keo chỉ thì nguyên zin nha anh em, keo chỉ nguyên zin, ngoại hình cái này ở đâu đó tầm khoảng 93% nha anh em, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha, cần không lỗi gì hết nha mọi người, nó bao lỗi lầm thì cái này nặng là 285g, đọt 2.3, dài 2.7 m, thì tải mồi từ 14 đến 42g đó, mồi chuẩn cho anh em luôn, giá thiệt nha. Tải dây từ 10 đến 20 lb, giá công khai cây số 7, giá là 2.5 triệu luôn nha mọi người, 2.5 triệu cây số 7. Tiếp theo cây số 8, thì cây số 8 một cây còn túi nha anh em, còn túi thì cây số 8 em lên cho người một cây Sonat anh em, cây Sonat thì dòng Sonat này một dòng nội địa nha anh em, dòng khá là nổi tiếng, nó chỉ bán cho thị trường Nhật thôi đó. Phen anh em, phen cực kỳ dày nha, dạng phen lua mà anh em, nó lên nguyên dạng phen biển luôn mọi người đó. Phôi phôi carbon sẵn nha anh em, phôi carbon sẵn. Phen siết nha anh em, keo chỉ còn rất là đẹp luôn, đây phen nó đây chà bá luôn. Thì cái này độ mới nó cũng ra tầm khoảng 93% nha anh em, 92-93%, rất là đẹp luôn, ngoại hình không có xuất sắc gì nhiều, còn túi luôn. Thì cái này dài 2m9, dài 2m7, 90 feet, 2m7, độ cứng là độ cứng M nha anh em, độ cứng là độ cứng M đó. Thì cái này nó tải mồi từ 10 đến 24g đó, chuẩn cho anh em lùa nhá thiệt, câu chẽm đó, lùa gần rất là ok luôn. Phen nó thì bao xịn sò rồi, bao bự rồi đó. Dạng này về đánh là thoải mái, hàng nội địa khỏi chê. Thì cái này nặng 205g, đọt 2.1 ly, tải mồi từ 10 đến 42g, chảy dây từ 10 đến 20 lb. Rồi giá công khai cây số 8, giá quán 2.5 triệu nha anh em, 2.5 cái số 8. Thì cái này còn túi luôn nha. Tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 em lên cho người vẫn một cây hàng nội địa, một cây hàng rất là được nhiều anh em săn đây. Thì cái này một cây nội địa Sepen nha anh em, đây nè, cái này một cây hàng của Ban, cây Ban thương hiệu cây dừa. Thì em về được một cặp nè, cây này còn túi và cây ở ngoài, cây ở ngoài thì nó có ngoại hình nó xuất sắc một tí. Phen nó đây nè, rất là ok nha. Thì dòng này em bán về cho một số anh ở Long An á, đánh rất là ổn luôn đó. Hàng Ban nha mọi người, ngoại hình ok, tương đối ok, đây có xước xác đây một tiếng nè đó. Phen trên đây ok, không lỗi lầm gì chăng nha mọi người. Bu là bu ship, phen là phen Fuji ship nha, rất là ok luôn đó. Đây, nó có xước xác li ti nè, đó em soi cho anh em xem luôn. Thì cần xước xác thì em báo anh em xước xác. Thì cái này dài 2m88 nha anh em, dài 2m88. Nặng chỉ có 220g thôi, đọt 2.4 ly. Thì cái này nó tải mồi từ 10 đến 35g, độ cứng cái này là độ cứng M nha anh em. Đó. Tải dây từ 10 đến 20 lb, giá công khai cây số 9, giá là 2.9 triệu nha. Thì dạng này về anh em đánh giá thiệt là ok rồi đó, đánh giá thiệt câu chẽm luôn, gần rất là ổn áp luôn, hàng nội địa Ban đó, phen ok, phen rất là to luôn. Rồi tiếp theo cây số 10, thì cây số 10 này nó còn túi nha anh em, nó còn túi rất là đẹp luôn, keo chỉ ok nha anh em, rất là bóng mới nè đó. Ngoại hình cái này nó rơi đâu đó tầm khoảng 93% nha anh em, tầm khoảng 93%. Đây nè, cái này nhìn cỏ chữ ha, Ban hàng nội địa, tem nó đây rất là đẹp luôn. Phen là phen Fuji ship, dày cua luôn nha anh em, phen dày cua luôn. Đây bu ship cho anh em, bu ship nha, phần khớp nối vô nè, rất là ok nha anh em. Thì thông số cái này nó vẫn giống như cây số 9 thôi,
nặng là 220 g, đọt 2 ly 4, dài 2m08, tải mồi từ 10 đến 35 g, tải dây từ 10 đến 20 lb, giá công khai cái số 10, còn túi giá là 3,2 triệu nha anh em, 3,2 triệu cái số 10, rất là đẹp luôn, phen là chưa ra rỉ ten hết luôn nè, rất là ok nhé. Tiếp theo cái số 11, thì cái số 11 em lên cho mọi người là một cây cần của Majorgrab, thì tất cả hàng bên đây hàng Majorgrab nha anh em, thì cây này cũng có một số anh em rất là thích đánh. Chất liệu là chất carbon sẵn nha anh em, dòng Majorgrab Party. Thì mọi người, fan là fan ca nha anh em, fan ca, bu là bu chống sắn. Đó. Thì fan Fusica nha mọi người, fan Fusica carbon sẵn nha. Thì cái này ngoại hình nó có xuất sắc ít thôi nha anh em, rất là ít luôn. Đó. Xem như anh em xem như nó gơ tập khoảng 90% lắm nè, rất là xuất sắc luôn. Đây nè, nó chỗ này xước một tí, mấy cái này thì chắc do vận chuyển phen nó cạ nhau thôi. Đó. Không ảnh hưởng gì hết, rất là đẹp. Đó. Sau rất là đẹp luôn theo Fusica. Thì cái này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7, độ cứng là độ cứng M, độ cứng chuẩn cho anh em săn hàng. Đó, đánh lóc tải mồi từ 15 đến 42 g, tải dây từ 0 đây nè, tải dây á bè thì từ bè 0.8 đến bè 2.5, tải lai thì từ 8 đến 20 lb nha anh em. Đó, đây anh em. Cái này dùng để câu xích game. Đó. Rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng 157 g, đọt dài 2.7, đọt 2 ly 3, giá công khai cây số 11, giá là 2,3 triệu nha anh em. 2,3 triệu cho cây số 11 đó. Cặp con sẵn nha anh em, góc sẵn ít. Tiếp theo cây số tiếp theo em lên mọi người là cây số 12. Thì cây số 12 11 12. Thì cây số 12 nó vẫn còn túi nha anh em, còn túi luôn. Đây, để em đọc con số cho anh em. Thì cây này một cây Majorgrab Corti, thì cây này dài là 3m nha, dài 3m, nó tải mồi từ 30 đến 50 g, tải dây bè từ bè số 1 đến bè 2.5. Đó. Nặng 185 g, đọt 1 ly 9. Đó. Đây, soi ngoại hình cho anh em xem. Phen vẫn là phen Fusica anh em, phen Fusica. Bát là bát Fusi Majorgrab carbon sẵn. Đây nè. Rất là đẹp luôn. Phen ca anh em. Bu là bu chống sắn. Ngoại hình cái này rất là ok luôn. Ngoại hình cái này nó đâu đó ra tầm khoảng 93% anh em. Keo chỉ thì ok, không lỗi lầm. Có vài điểm xước nhỏ nhỏ nè, nó cọ phen với nhau xước nha mọi người. Carbon sẵn là găng gốt nha mọi người, rất là đẹp luôn. Cái này về là anh em đánh thoải mái luôn á, đánh lóc, đánh chẽm, câu gần. Anh em có thể đi câu chép, đó, một số anh em mua về câu chép, dạng đánh cảm giác đó, rất là ok. Rồi, giá công khai cây số 12, giá là 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Thì cây số 13 em lên cho mọi người khoảng một cây hàng của Majorgrab. Thì cây này một cây Majorgrab Corti phen bóm. Thì cái này dài 2m88 nha anh em, dài 2m88. Clip trước em cũng lên một cặp mà rất là đẹp luôn. Anh em nhận hàng xong rất là khen. Ngoại hình rất là ok. Mấy cái này ngoại hình em lấy về ngoại hình rất là ok nha anh em. Lấy tại cửa hàng. Bao đẹp với anh em luôn á. Anh em kiểm tra hàng mà nó không xước xác hơn hoặc xấu hơn thế này trong clip em quay, anh em cứ trả qua cho em. Rất là đẹp luôn. Một cái Corti dài 2m88, độ cứng M. Đó. Thì cái này sổ bộ phen là một phen Fuji xích bóm nha anh em, một phen Fuji xích bóm. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji, dài 2m88, lô từ 15 đến 42 g, lai từ 8 đến 20 lb. Đó. Thì cái này nặng là 200 g, đọt 2 ly 1,
giá công khai cây số 13, giá khoảng 2.5 nha anh em, 2.5 cây số 13 nè, fan rất là ok nhá, nó chưa có dấu hiệu ten hoặc kỹ gì hết luôn á mọi người, à, rất là đẹp luôn. Đây, phiên dưới cũng vậy, về mấy cái này thì anh em đánh là bao chất lượng rồi đó. Rồi tiếp theo cái số 14, cái số 13 2.5 nha nè, tiếp theo cái số 14 thì cái số 14 bên lên cho mọi người là một dòng cần rất là ok của dòng Majorap, số bộ khoen ngộ khoen titan, thì dòng này một dòng cần sa tít đó, thì dòng sa tít này một dòng sa tít chuyên cho anh em cầu BE, khoen là khoen đều 3 lần súng nha mọi người đó. Loại này là loại titan anh em, fan này là fan titan hết nha. Đó. Thì trước khi em mua dòng này nhập về đó, thì em cũng search tất cả thông tin về nó rồi. Đó. Thì cần nào titan thì em nói anh em titan. Thì cái này dài 3m anh em, dài 3m. Nó tải mồi mát đó là 30g nha anh em, leather mát tầm. Tải lô mát đó là 50g. Đây là mát của nó là 30 nha mọi người. Đó. Thì dây bia từ bia số 1 đến bia số 2. Thì anh em cứ đánh đúng thông số, dây nó ra rất là vô tư luôn đó. Thì một số anh em mua hàng á nói sợ phen nhỏ dây ra không xa, thì anh em cứ đánh thông số, chuẩn thông số của cần đi. Là dây ra khỏi dây. Anh em, dạng phen titan anh em, phen nòng súng nha. Phen dẫn ở trên đây là phen bấm nè. Chất liệu cực liệu bằng sẵn, có xuất sắc đi ti nhỏ ti nha mọi người, xuất sắc đi ti nè, hình đường ba nòng súng rất là đẹp nhá. Cái này về chi anh em câu lóc nha, câu lóc sân hàng, câu chẽm, câu gần. Thì cái này nặng 195g, 198g, đọt 1.8, dài 3m, giá công khai 14, giá là 3.2 nha anh em, 3.2 cái số 14. Tiếp theo cây số 15, thì cây số 15 vẫn một cây hàng của Satic. Thì đây nè, một cây Satic. Thì cái này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7. Thì thông số lô của nó đây, leather mat là 30g, lô mat là 50g. BE là BE 1, BE số 1 đến BE số 2. Đó. Fan vẫn là fan nòng súng nha anh em, fan dẫn với fan đờ 3 nòng súng, fan ở trên là fan bóng. Cái bộ này vẫn phiên nguyên bộ titan nha, bass là bass fuji, sẵn là sẵn găng guốc nha mọi người, nó vẫn có xuất sắc li ti vài điểm nha, không tránh khỏi nha anh em, đây xuất sắc li ti vài điểm nha nè, phen titan nòng súng, phen dẫn nè, phen đề ba rất là ngầu luôn, bù bù chống sẵn, ngoại hình thì xuất sắc li ti nha. Đó. Thì cái này nặng là 195g, đọt 1.8, dài 2m7, giá công khai cây số 15, giá là 3.2 nha anh em, 3.2 số 15. Tiếp theo cây số 16, đây mọi người, đây, cái này nó có hộp, có túi, có sách, có vở đầy đủ. Thì cây số 16 vẫn là một cây hàng của Satic. Đó, nè, cây hàng vẫn là hàng Satic, đây. Nó, cái này dài 2m88 nha anh em, 2m88, nó lô mát đó là 50g này mọi người. Đó, tải dây bê từ bê số 1, bê số 2. Thông số đây, đây, fuji titanium, đó. Nguyên bộ titanium nha anh em, đó, titan. Thì đây, giá nó bán tại Nhật 25.000 yên thì nó đâu đó ra tầm khoảng 5 triệu hoặc 6 triệu từ Việt Nam á, nếu vận chuyển chi phí hết về Việt Nam nha mọi người. Đó. Túi nha đây. Đây dòng Satic, dòng fan full titan nhá. Thì chiếc này em lấy thì lấy được 3 cây fan nòng súng và 1 cây fan bấm. Một tí em lên fan bấm cho anh em xem. Thì cây này nó đẹp hơn hai cây kia một tí. Đó, đẹp hơn tí thôi nha anh em. Bu chống sắn. Fan vẫn fan nòng súng titan. Dạng này anh em về câu lô là khỏi chê rồi. Đó. Leather mat cũng là 30g, lô cũng là 50g nha anh em. Xuất sắc ti ti nhỏ nè. Đó. Rất là nhỏ luôn. Đó. Anh em về câu chép. Đó. Dạng câu chép cũng rất là xịn luôn. Khỏi chê đâu được. Thì
cây số 16 nặng là 198g, đọt 1 ly 8, giá công khai vẫn là 3.3 triệu nha anh em. Cây số 16 có túi là 3.3 triệu. Tiếp theo cây số 17 đây nè, một cây số 17, một cây sân hàng đó. Thì cây Satis số 17 này vẫn sổ bộ phen titan nha mọi người, sổ bộ phen titan. Dài 2m88, độ cứng của nó là độ cứng MH đó. Độ cứng này thì anh em câu gần U Minh đó, rất là thích luôn đó, rất là chuẩn. Thì nó tải mát là 60g, đánh bè từ bè số 1 đến bè số 3, dây ni lông từ 12 đến 25 lb đó. Thì ngoại hình cái này cũng rất là mới nha anh em, ngoại hình cái này em đảm bảo ra tầm khoảng 93% nhá. Đây nè, phen titan nhá. Này nó có khói chứ nó không phải là sáng bóng giống như phen Fuji Sit của mình. Đó. Anh em cần thông tin thì em cứ gỡ link cho anh em, đó, gỡ nguyên cái đường link của cái cần này luôn. Đó. Phen ở trên đây là phen ngược cho anh em, nó phen bấm ngược titan. Bù buộc chống sẵn anh em, bù chả bá luôn nè. Đó. Càng rất là ổn áp luôn á, rất là đẹp luôn. Độ xước sát của nó hình như là rất là ít luôn nha anh em. Đó. Phen nó đây, đó, rất là đẹp. Sẵn như con gắn. Đó, chuẩn anh em đánh lóc chưa? Đó. Thì cái này nặng là 295g, đọt 2 ly, dài 2m8, dài 2m88. Giá công khai cây số 17, giá là 3.8 triệu nha anh em. 3.8 triệu cho cây số 17. Một cây chằn hàng chỉnh cho đánh lóc nha. Đánh lóc cầu U Minh. À, sân hàng. Tiếp theo những cây cuối cùng nha anh em. Cái kia dẹp bớt cho nó chống chạy dễ quay. Thì tiếp theo sẽ là cây số 18 nha mọi người. Thì cây số 18 vẫn một cây hàng phen titanium nha anh em. Phen titan. Cái này nó đóng chữ luôn, chất liệu quá là chặt trong sẵn sẵn gần gốc luôn. Thì cây này vẫn là một cây hàng của Micrograb, cây này là một cây Sapphire nè, Sapphire dài 3m, chỉ nhìn em có BE, nó tải mọi lua từ 15 đến 50g, BE từ BE số 1 đến BE số 2 đó. Sẵn là sẵn gần gốc nha nè, nè phen titanium nhé, phen titan. Đây, cái này nó có khắc chữ. Mấy cái kia thì nó sẽ để trên bao bì. Đó. Cực quan sẵn gần gút cái này, sẵn lên tới ngọn nha. Bù buộc chống sẵn titan luôn. Đó, phen titan nha. Phen dẫn nó dẫn phen nằm mấy em, phen nằm nhỏ rất là ok nhá. Đây, phen đề ba nó vẫn là phen nòng súng và phen nhỏ nha mọi người. Thì anh em cứ đánh đúng thông số, bè số 1 2 thì anh em đánh thì nó ra dây thoải mái nha. Rất là đẹp luôn. Sẵn ngàn gốc thì cái này vẫn chia cho anh em câu lóc, câu chẽm, câu lô gần. Câu chép rất là ok nha anh em. Thì cái này cứng nặng là 115g, đọt 1 ly 8, dài 3m. Giá công khai cây số 18, giá bán là 3.2 triệu nha mọi người. 3.2 triệu cho một cây phen titan 3m, rất là ok nha, phen nòng súng. Tiếp theo là cây số 19. Thì cây số 19 em lên cho mọi người vẫn là một cây hàng Micrograb, phen vẫn là phen titan luôn. Đó, phen titan nha mọi người. Thì cây này một cây Micrograb CPA mọi người. Thì anh em cần thì em gửi thông số vào cho chuẩn phen titan luôn. Thì cây này dài 2m88, lua từ 15 đến 42g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Loại này thì chỉnh cho đánh lóc nha anh em, đánh lóc cứng em mà tương đối cứng nha mọi người, đó, tương đối cứng. Phen là phen titan sheet nha. Đây, đó đây. Bù chà bá luôn, sẵn găng guốc nè, sẵn tới ngọn luôn. Sẵn không còn gì phải nói. Rất là đẹp nha mọi người. Bát là bát Fuji, phen Fuji, cần Micrograb. Mấy cây Micrograb này chắc khỏi nói rồi, khỏi bàn. Rất là chuẩn nha mọi người.
Thì cái này dài là 2m88, nặng là 225g, đọt 2 ly, giá công khai cây số 19, giá là 3,5 triệu nha anh em, 3,5 triệu cây số 19 cho một cây fan titan hàng chuẩn nha. Thì ngoại hình cái này nó đâu rõ ra tầm khoảng 93% nha anh em, đó, xuất sắc ít, đó, rất là ít xuất sắc luôn, fan ok hết, thôi chuẩn. Tiếp theo là cây số 20. Cây số 20 em lên cho người quẳng cây cần major gap nha anh em. Đó, major gap. Thì cây này một cây hàng săn hàng. Fan là fan bớm nha anh em, fan bớm. Đây, fan còn rất là mới luôn. Dạng này lấy tại cửa hàng. Rất là ok nha anh em. Fan là fan Fuji bớm nha anh em. Fan đời 3 Fuji bớm ngược nè. Đó. Bù chống sắn, bù trà bá lửa luôn nha, bự bằng ngang bằng ngón tay của em luôn, rất là ok, rất là đẹp luôn, fan to, fan thì ok hết cho anh em, ngoại hình rất là sạch sẽ luôn, keo chỉ ok, cái này ngoại hình đâu đó ra tầm khoảng 93-95% nha anh em, rất là đẹp luôn, thì cái Majorgap này là một cây solid, mọi người, Majorgap, thì cái này dài là 2m88, độ cứng là độ cứng H. Độ cứng rất là chuẩn cho anh em đi câu U Minh, câu gần trăm, nó lô mát gam, nó lô mát là 80g, chuẩn cho anh em lô nhất thiệt nha. Đó, anh em lô nhất thiệt đánh cái này, nó tải dây be từ be số 1.5 đến be 3.5, line từ 14 đến 30 lb, rất là ok luôn. Bass là bass Minecraft từ cao, bass Fuji, rất là đẹp, đẹp mà chắc nữa, chuẩn đến lóc. Thì cái này nặng chỉ có 250g, dài là dài 2m88, đọt là 2.3 ly, giá công khai cây số 20, giá là 3,5 triệu nha anh em, 3,5 triệu cho cây số 20, hàng chuẩn. Đó, đẹp. Tiếp theo cây số 21, thì cây số 21 đưa cho mọi người là một cây cần Majorgap, cây này một cây hàng Cotti, Cotico, carbon sẵn 3 lớp, fan vẫn là fan fan Fuji ship nha anh em, fan Fuji ship bấm. Bass Majorgap nè, bass Fuji nè. Đó. Thì cái này ngoại hình nó có xuất sắc li ti nha mọi người, xuất sắc li ti nhé. Đây nè, fan Fuji ship nè, ship bấm, fan ngược. Bù chống sắn. Bù chống sắn. Thì cái này dài 3m3 nha anh em, dài 3m3. Majorgap Cisco. Dài 3m3. Hàng chuẩn cho anh em câu lóc săn hàng, ngoại hình thì xuất sắc ít thôi. Đó, đây, thông số nó đây, Cisco. Thì cái này dài 3m3, độ cứng H. Thì cái này lô mát vẫn là 980g, tải dây BD 1.5 đến BD số 3, tải line từ 14 đến 30 lb. Đó. Thì dòng này anh em câu lóc gừng, câu mình thoải mái, rất là đẹp. Ngoại hình thì tương đối đẹp chứ không có đẹp lắm nha anh em. Đó, được cái chiều dài chuẩn 3m3, độ cứng rất là ok. Thì cái này nặng là 255g, đọt 2.3 ly, dài 3m3. Giá công khai cây số 21, giá là 3,2 triệu nha anh em. 3,2 triệu cây số 21. Tiếp theo em lên cho mọi người là một cây số 22 nha anh em. Thì cây số 22 em lên cho mọi người một cây hàng Shimano Score Neighbor. Một cái Score Neighbor của Indo, đó. Indo xuất cho thị trường Nhật. Thì em có lên mạng em sạch. Thì ta phần ở trang Việt Nam á, em thấy chỉ có China thôi, chứ không có hàng Indo. Đó, thì anh em có thể lên mạng sạch, chắc em kèm chưa tới. Thì em sạch em thấy sao thì em nói vậy thôi. Đó, fan lên em. Fan ship hết nha anh em, fan ship hết. Carbon sẵn là găng guốc rồi. Soi dưới camera thì em thấy rất là ok luôn. Đó. Sẵn khỏi cần bàn. Fan ship Score Neighbor. Thì cái này hàng Indo nè mọi người. Đó. Mở code đầy đủ. Thì cái này dài 2m7. Dài 2m7. Nó bề mát là 2 nha anh em. Thì cái này lua dích mát đó, dích mát là 60g. Cái này bum là em không biết gì, 40g nha anh em. Đó. Thì hàng này rất là chuẩn cho anh em câu lóc, câu minh, bao chuẩn luôn.
test đồ công cho anh em luôn. Đó. Thì anh em mấy cái đời mới này, cái này đời 2016 nha anh em. Nó anh em có thể lên mạng search giá công khai trên mạng luôn, nhưng mà hàng hàng ở Việt Nam em thấy là China xuất nhập. China xuất thôi. Đây mọi người, hàng Indo. Thì cái này nặng là 243g, dài 2m1. Dài 2m7, đọt 2m1, giá công khai cây số 22, giá là 3 triệu nha anh em. 3 triệu cây số 22. Tiếp theo cây số 23, thì cây số 23 là một cây hàng hàng săn hàng, một cây Z-Cutter đó, một cây Z-Cutter. Thì cái này dài là 2m, dài là 3m, 3m20 nha anh em, dài 3m20. Thu gọn là 165cm, 2 khúc, nặng là 305g, đọt 2.5 ly, gốc là 19.8. Thì cái này nó bơm là từ 40 đến 100g, xích web của cái này là từ 40 đến 120g. Thì độ cứng cái này độ cứng H, DBE nó đánh là từ BE 1.5 đến BE số 4. Đây thông số rõ ràng. Thì cái này em lấy từ thị trường Nhật về, rất là ok luôn. Đó, thông số đây. Thì hàng này chuẩn cho anh em U Minh nha, U Minh sân hàng đó. Thì cái này còn túi còn sách luôn nha anh em, còn túi còn sách hướng dẫn của nó luôn. Đây đó, cái xích cutter hàng rất là đẹp luôn. Phen là phen full xích nha anh em, phen full xích cán 3 khúc đời cao, cần đầy qua. Đây một cái hàng của China xuất nhập cho anh em, đó thông số rõ ràng. Đây chỗ này dính keo nè, lao ra nha mọi người. Đây fan là fan ca nha anh em, fan ca Fujitsu nha, bù chống sẵn nha, cần còn rất là mới luôn. Thì cái này em sạch giá, giá nếu đổi về Việt Nam á, giá ra tầm khoảng 6 triệu mấy anh em. Đó, cây này rất là đẹp, giá tầm khoảng 25.000 yên, 25-26.000 yên. Rồi thì cây số 23, cây cuối cùng, giá công khai là 3.5 triệu nha anh em, 3.5 triệu cây cuối cùng, cây chuẩn cho anh em săn hàng đã U Minh săn lốc. Rồi đó, tổng cộng 23 cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em mừng cái nào chốt, đem lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.